hoa hồng đẹp quá. Đẹp hơn rồi. Muôn trùng hoa hồng luôn. Đi tham quan dòng chút nữa ra mẹ. Wow, đẹp quá. Hoa hồng. Dạ dạ. Rồi rồi cho đậu đậu trời này nè. Chập má. Gì đứng đây con chụp cho gì tắm. Chưa, hoa hồng đẹp quá ha. Thích quá. Rồi, một nuôi tắm rồi. Cái hồng này lần đầu tiên con mới thấy nè. Đẹp ghê ạ. Thơm không ta? Nó to. Hồng nó to ghê ha. Tao chỗ nào rồi? Trang này mượn ai chụp bác ra cho đây đi đi lên chút bác. Đẹp quá. Hoa hồng đẹp quá. Chút nữa ra chụp. Giờ đây quay phim. Ôi, cái bông rất là to luôn. Không biết giống hồng này là hồng gì nhỉ? Mình không rành lắm. Giờ ông mặt trời. Đây, lát nữa tới chỗ nào chụp màu vải nha. Rồi rồi cho chụp cả gia đình chỗ nào đó. Mọi người chụp đi, con đi quay phim cái hả? Năm nào có con đó, tới con tí chụp. Rồi rồi gọi đi nhờ tí nào. Được hả? Đi cởi áo khoác nè con. Đi cởi áo khoác chụp hình nó mới đẹp. Quá lạnh. Con heo, con heo, con gì đây Tinh? À không phải phải trả trong chứ. Con heo. Heo heo. Con nói con gì? Heo rừng. Hả? Đưa đây mẹ chụp. Về. Cởi áo khoác ra chụp cho nè. Đưa đây ngồi đó mẹ chụp. Wow. Wow, đẹp quá. Năm nay đẹp hơn mỗi năm. À đẹp hơn nhiều hơn. Mỗi năm ta. Giá ăn chùa mà. Mỗi năm cha anh chịu ở về đêm nhiều chỗ chập lắm từ từ chập mảng đình hồng. Mảng đình hồng có màu hồng. Hồng nhung cổ giống cổ của Việt Nam. Hoa hồng chụp bằng đó lại đằng kia thiếu cha gì chỗ chụp. Để chụp cái nha, bốn mấy gà gì cháu. Cái lẹ cu này chưa thích mấy lắm. Hoa hồng rất là nhiều hoa hồng. Mai cũng nguyên trùng. Con gái. Wow, cây này cũng đẹp nữa nè. Cái màu ấy đẹp ghê không? Ừ, nhiều lắm rồi đi xuống đây rồi lên đây được. Đây này cái đây bầm này đẹp nè. Đây 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 một rừng vàng nè. Hồng nhung. Cái này này đẹp ghê thang máy. À, kêu là mai. Mai Đài Loan. Đây 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 đây. Đây, chút nữa con chụp cho, con đang quay phim. Quay hả? Chút nữa ra con chụp cho. Không ngại gì hết. Lạc giữa rừng bông. Đây là hoa thực hướng dương. Trời đông, mình sẽ quay lại.
lên cái mặt của nó chứ đâu mà cứ vụt vụt. Đúng rồi. Đúng rồi. Gút thì gút mấy giờ hả? Cái thế rất là nhiều cái. Rất là nhiều mai nữa kìa. Wow, cây vú sữa. Trái quá trời trái luôn. Mận nữa nè, cây mận cổ nè. To đấy. Cá muôn trùng luôn. Đấy. Wow, mình để ý lại cái mái kia nè. Mình may đó. Đây mình may. Mình rất là hay. Đây là những con linh vật của những năm trước đây. Rắn nè, rồng nè. Không còn để lại nè. Làm tất cả bằng mây. Đang bằng mây các bạn. Rất là hoành tráng. Ở đây có một quán cà phê nhỏ nhỏ. Ở đây thì công ty đây là chế biến lâm sản nên là có rất là nhiều đồ gỗ. Chế biến rất là tinh xảo. Bàn, ghế, những cái bức tranh chạm trổ. Hầu như một cái tòa nhà này toàn là gỗ. Những cây cột rất là to. Một người ôm. Wow, ở đây là một vườn mang tây. Rồi chuẩn bị hấp bụng nha. Anh đứng, thích anh đứng ngang, anh đứng nha. Qua, mang tay. Rồi chuẩn bị hấp bụng nè. Vườn rộng luôn. Bạn mua hết trọ. Mẫu cô Vi. Trái quá trời trái. Đó cười đi em đi. Khổ quê. Quá trời trời khổ quê. Vì điểm sống ảo chụp hình xa hồ. Đây là lan. Tất cả các loại lan.
đèn vô là chú ý. Gắn lên cạnh một cái cây rất là to. Thôi đâu vậy? Tốt đẳng mà thôi nè. Ôi trái dưa to. Cái này là 2.000 cây. Kè, kiếm và kè giá dưa. Kè kiếm, kè dưa. Kè dưa leo. Trồng đấy dưa leo khủng quá. Lớn to, trái to. Thử hang, sai trái nữa luôn. Ôi nguyên đây nó có vàng luôn nè. Ôi dưa leo đây mình đi mượn gì? Ngồi nhìn quê trái to gì này vậy trong bí đó. Đó là trái dưa kia chị. Đây nó mất giống. Ốp. Trời chú chín. Trời chú chín trái cũng quá trời trái. Bên kia là vườn hoa hướng dương. Chính đã kiếp luôn nè. Ốc sim. Ốc kiển. Và một vườn hoa hướng dương. Nhà mình cũng đang trồng một vườn hoa hướng dương tuyệt to. Bông này bự quá ha. Tuyệt đẹp. Thank you.
Chị đi qua đi. Cái rau muống, xà lách. Chỗ hình như cái cây cây kia là tầng cây tầng ô mà nó lớn lên vậy hả? Hay là cái giống khác ta? Ô, cái đó là xà lách đó, không phải tầng ô. Tầng ô ngò. Rau thơm. Đúng rồi, nấu canh chua này. Cái đó là rau thơm. Rau é đấy. Dạ. Yeah. Cây é trắng đó. Không phải cây é trắng, cái này là cây rau thơm. À, thế hả? Cải thìa. Mồng tơi. Thơm quá. Cải ngọt. Qua wow, các bông cải nữa nè. Đẹp quá. Mình kiếm hạt về mình trồng. Ở siêu thị bán nhiều lắm cô. À, thế hả? Dạ. Yeah. Nhưng mà mình không trồng đâu. Được, gieo bữa trước. Gieo cây trồng mây lên. Đây, Phượng quý vị cũng vô đi. Đẹp quá, cái cải này đẹp. Súp lơ và súp lơ ở đây trồng nhìn kinh hồn quá. Tía tô mình thích một cái vườn như thế này đây. Cái đây cái é trắng này cô ạ. Đây é trắng khác rau thơm. É trắng. Dạ rau đây bữa trước cũng trồng nó lên được một cây rồi này. Không dễ trồng lắm ạ. Hành gieo cái là nó mọc lên nè. Dạ đúng rồi, rau đây, rau dền. Cái này mà anh bị ho. Cái trồng này này. Cây trắng nè. Ừ, anh bị ho, anh đâm, anh nấu, anh ăn đó. Không. Ừ. Cây đó cây tía tô. Cây tía tô. Chuyện là trắng nằm trong mẹ em này còn nấu. Đây có cái đá. Mình đã đi hết một vòng rồi. Đến đây thì mình tạm dừng video tại đây. Ngày xưa ở đây mạnh là hoa mai. Bây giờ thì hoa mai nhường chỗ cho nhiều loại nó khác. Đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau nhé.